Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hoàng Long, sinh năm 1991, ngụ Hải Phòng, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm, đồng thời phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng. Theo tài liệu, ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại hai phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Long cũng bị bắt khẩn cấp khi đang ngồi chờ tại khách sạn này. Long khai đã thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 đô la Mỹ, tương đương với số tiền 360 triệu đồng với mỗi gái bán dâm. Sau khi nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc của khách, Long thanh toán cho hai gái bán dâm với số tiền 60 triệu đồng một người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng, Long hưởng chi tiêu cá nhân. Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là Hoa hậu, Á hậu, người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, bị cáo này có thể thông qua đối tác nước ngoài để môi giới mại dâm cho một số người đẹp hoạt động trong giới showbiz của một vài nước châu Á khác với giá lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ.